sự lo lắng của người dân không phải không có cơ sở, bởi theo thống kê của lực lượng chức năng, rất ít hộ kinh doanh thu mua phế liệu tại xã Văn Môn nói riêng và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nói chung không đủ điều kiện kinh doanh. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn huyện Yên Phong hiện có khoảng 500 cơ sở thu mua, tái chế phế liệu, nhưng chỉ có 88 cơ sở được cấp phép. Thị trấn Chờ, xã Đông Phong, xã Yên Phụ và xã Văn Môn là 4 địa bàn trọng điểm tập trung chủ yếu các cơ sở chuyên thu mua, tái chế phế liệu của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đối với xã Văn Môn, qua giả soát, hơn 200 hộ hoạt động thu mua phế liệu, cô đúc nhôm trên địa bàn thì chỉ có 10 hộ có giấy phép đăng ký kinh doanh và đủ các điều kiện theo quy định để lập hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy. Còn lại chủ yếu hoạt động tự phát, nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Nhiều hộ gia đình không có người ở, đóng kín cửa, chỉ để làm kho chứa hàng hóa phế liệu, không đăng ký kinh doanh. Với chức trách nhiệm vụ được giao, lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết đã tiến hành rà soát, kiểm tra, thậm chí là tìm gặp các chủ cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn. Nhưng đa phần, chủ cơ sở đều né tránh và không quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cháy nổ tại các kho xưởng. Trong khi đó, dường như chính quyền địa phương đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở.